Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người cựu chiến binh, các nữ tù và bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì đó là quãng đời của tuổi trẻ, là ký ức của một thời đỏ lửa với mong ước độc lập dân tộc. Mới đây, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai mạc phòng trưng bày chuyên đề Kỷ vật, ký ức của chiến tranh, phần 2, tái hiện lại các hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các nữ giao liên, người phụ nữ trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề trưng bày hơn 90 hiện vật và 60 hình ảnh cùng những câu chuyện gắn liền với cuộc sống và chiến đấu của những người mẹ, người vợ, nữ chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc trao gửi người thân trước khi ra trận, được Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ sưu tầm và lưu giữ. Chuyên đề kỷ vật kết chiến tranh của phần 1 và phần 2, mỗi lần nói tới kỷ vật là chúng tôi cũng rất là xúc động. Có thể nói rằng là đây là một trong những cái hiện vật quý giá mà Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đang lưu giữ. Với trưng bày này thì chúng tôi hy vọng rằng là như một lời tri ân của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đến các cô, các dì và các mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Nguyễn Minh Hạnh, nữ cán bộ cơ yếu khu Tây Nam Bộ, là người đã tiên phong trong phong trào viết thư và theo khăn tay động viên, khích lệ gửi đến các anh bộ đội ở chiến trường. Trở về thời bình, khi nhìn thấy những kỷ vật ngày ấy được trưng bày tại bảo tàng, bà Hạnh vô cùng xúc động. Cô giữ cái này là từ năm 69-70, nó gắn liền với tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Rồi nó cũng có một phần nó cảm xúc của mình gắn liền với những cái hoạt động thời tuổi trẻ của mình. Mỗi kỷ vật không chỉ là một chứng nhân lịch sử mà còn là cầu nối giữa các thế hệ. Các hiện vật sẽ được trưng bày đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 để du khách đến tham quan, thưởng lãm. Thưa quý vị, sau gần 2 năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ hoạt động vào đầu tháng 10 tới. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện chuyên ngành Nhi khoa hạng nhất của thành phố sẵn sàng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Đây là công trình trọng điểm của thành phố sẽ được gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10. Bệnh viện Nhi Hà Nội rộng trên 67.000 m², gồm một khối nhà cao 6 tầng, có hai đơn nguyên đặt tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Đến đây, bệnh viện đã hoàn tất các hạng mục của giai đoạn 1, đưa vào hoạt động 23 khoa phòng. Đặc biệt, khối chuyên môn gồm 16 khoa, trong đó có 11 khoa lâm sàng và 5 khoa cận lâm sàng. Từ đầu tháng 10 tới, mỗi ngày, bệnh viện sẽ đáp ứng khám chữa bệnh ngoại trú cho gần 1.000 bệnh nhân và điều trị nội trú cho 200 người. Đây là dự án Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội, là tuyến cuối của chuyên ngành Nhi khoa phục vụ các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao với công nghệ kỹ thuật cao, chuyên sâu, phù hợp với các mô hình bệnh tật và các điều kiện kinh tế xã hội của Hà Nội và các khu vực xung quanh. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ góp phần giảm tải áp lực cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng kiếp trực thăng của Binh đoàn 18 vừa thực hiện chuyến ba cấp cứu xuyên đêm. Đó là một chuyến bay cấp cứu xuyên đêm kịp thời đưa hai bệnh nhân nguy kịch từ đảo Trường Sa về đất liền an toàn. Trước đó, thì máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8619 của Binh đoàn 18 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ ngày 26 tháng 9. Đến khoảng 22 giờ ngày 26 tháng 9, tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận hai bệnh nhân tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa. Hai bệnh nhân, một người là ngư dân đang khai thác hải sản thì bị giảm áp, tiến triển hôn mê, có nguy cơ vỡ phổi. Người còn lại là một bệnh nhân đột quỵ bán cầu não trái, nghĩ nhiều đến xuất huyết não, chuyển biến nguy kịch. Chuyến bay cấp cứu trong hơn 5 giờ, xuyên đêm và hạ cánh tại sân đổ tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 vào rạng sáng ngày 27 tháng 9. Bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, làm các xét nghiệm đặc hiệu, triển khai hội chẩn viện để đưa ra các chẩn đoán chính xác để mà điều trị chuyên sâu kịp thời. Chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản VSAT, Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức thông tin phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản VSAT, Liên Hiệp Quốc 2025. Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế đặc biệt này với sự tham dự của 80 quốc gia. Theo đó, Ban Tổ chức thống nhất thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản VSAT ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của đại lễ là Đoàn kết, thống nhất và hợp tác, Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững.
Các hoạt động tại đại lễ và hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có sự tham gia của 2.000 đại biểu chính thức đến từ 80 quốc gia. Theo ban tổ chức, đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam sẽ là một sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của lĩnh vực công nghệ, tài chính, fintech, nhưng nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu cao của ngành thì vẫn còn khá hạn chế. Nắm bắt được xu hướng đó, sáng ngày 27 tháng 9, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn đã ra mắt VKU Fintech Hub, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ tài chính đầu tiên tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. VKU Fintech Hub được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, hệ thống các phần mềm chuyên dụng về phân tích dữ liệu tài chính SaaS, phần mềm mô phỏng sàn giao dịch thương mại điện tử, thanh toán điện tử, tiếp thị kỹ thuật số, cùng với hệ thống giáo trình, tài liệu chuyên sâu. Mô hình hoạt động này tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính là đào tạo, ươm tạo và nghiên cứu. Trung tâm này sẽ là một thành tố quan trọng liên thông gắn liền với Trung tâm Đổi mới sáng tạo thuộc dự án ODA của chính phủ Hàn Quốc với quy mô 1.500 m² đang được triển khai. VKU Fintech Hub được kỳ vọng sẽ trở thành nơi khởi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo, nơi kết nối các nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp khởi nghiệp fintech, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nhân ngày du lịch thế giới tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Câu lạc bộ Du lịch MICE Việt Nam tổ chức sự kiện kết nối kinh doanh du lịch MICE 2024 với tên gọi MICE Expo 2024. Diễn đàn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch MICE tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của du lịch Việt Nam, góp phần phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững, chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững. Sau COVID, du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng, trong đó du lịch MICE đã vươn lên trở thành điểm sáng cho du lịch Việt Nam. Đây là loại hình du lịch kết hợp giữa hội họp, hội thảo, hội nghị, khen thưởng và triển lãm của các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn dành cho cán bộ, nhân viên và đối tác. Một cái sự kiện chuyên ngành du lịch về một cái sản phẩm loại hình du lịch mà hiện nay đang có lợi thế nổi trội, có về lợi ích kinh tế rất lớn. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta vẫn còn có những cái điều hạn chế để phát triển du lịch MICE một cách chuyên nghiệp, bài bản và có thể cạnh tranh được với nước trong khu vực. Chính vì thế nên là Hiệp hội Du lịch chủ trương là phát triển cái loại hình này cho nó đạt được cái kỳ vọng và xứng đáng với những cái tiềm năng thế mạnh của Việt Nam. Du lịch MICE nội địa đã phát triển sớm, kéo theo các cái cơ sở cung cấp dịch vụ cho MICE là rất là hùng hậu và hoàn toàn đủ điều kiện để đón tiếp các đoàn khách MICE lớn và các đoàn khách MICE cao cấp từ nước ngoài đến. Mục đích của MICE Expo năm nay chúng tôi tổ chức là để cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi những cái cơ hội, cùng thảo luận, tìm ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xu hướng cho những năm tiếp theo. Với quy mô 500 doanh nghiệp tham gia kết nối kinh doanh và 800 đại biểu tham dự, MICE Expo 2024 tạo cơ hội tốt cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và cùng nhau nhận định xu thế, xây dựng kế hoạch hành động cũng như định vị thương hiệu du lịch MICE Việt Nam trên bản đồ du lịch MICE thế giới.